Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi tới anh em một sản phẩm của hãng Hyundai đã được chính thức ra mắt và công bố bán tại Mỹ vào tháng 8 năm 2020. Hyundai Sonata 2021. Mới đây, Hyundai Sonata 2021 ra mắt thị trường và chính thức mở bán tại Mỹ. Hãng xe Hàn Quốc đang thách thức các đối thủ trong cuộc chiến sedan hạng D về mặt giá thành và tiết kiệm nhiên liệu. Hyundai Sonata 2021 sẽ có 7 màu cho anh em lựa chọn, bao gồm các màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu xanh da trời, màu trắng xám, màu xám Protifinol, màu xám Hampton. Sở hữu chiếc xe ngoại hình thể thao, năng động, mạnh mẽ, trẻ trung, nhạy bén và bền bỉ cùng với khả năng bám đường tốt trên mọi thời tiết. Lần này, Hyundai Sonata 2021 cho ra đời 4 phiên bản SI, SIL, SIL Plus và Limited. Xe cũng nhận được các đánh giá sơ bộ của người tiêu dùng tại Mỹ như sau về ưu điểm. Cabin được thiết kế sang trọng, nhiều tính năng tiêu chuẩn, chỗ ngồi rộng rãi. Đánh giá độ tin cậy tốt. Về nhược điểm là công suất động cơ thấp, kém thể thao hơn so với các dòng xe trong cùng một phân khúc. Ngoài bộ mâm cỡ lớn 19 inch, Hyundai Sonata mới còn có thêm các tính năng an toàn tại thị trường Mỹ. Chưa đầy một năm kể từ khi Hyundai Sonata 2020 ra mắt tại New York, Modern nâng cấp 2021 đã có mặt nhằm tạo dựng vị thế trong mảng sedan cỡ vừa. Nhờ thiết kế sành điệu và hiện đại, Hyundai Sonata 2021 có thể xem là mẫu Sonata đẹp nhất từ trước tới nay của hãng Hyundai. Về phần ngoại thất của xe, khi khởi động xe, anh em sẽ thấy nổi bật lên với dải đèn LED ban ngày trải dài bên cạnh đèn pha và được kết hợp với thanh mạ chrome rất sáng trên phía lắp trên của capo. Cặp đèn pha LED cao cấp ở bản Limited phía sau dải đèn LED cao cấp thanh mỏng kéo dài hai bên làm nổi bật đèn hậu phía sau. Đây là một trong những thiết kế mới dành cho Sonata 2021. Phía cản trước xe và cản sau xe thiết kế chung rất mạnh mẽ và thể thao. Ống xả kép hai màu, ga lăng trước mặt với thiết kế lỗ tổ ong to, chính giữa là logo của hãng Hyundai. Gương gập chỉnh điện ở phiên bản cao cấp Limited sẽ có cửa sổ trời. Hyundai muốn tăng thêm vẻ bề ngoài thể thao cho Sonata mới bằng bộ mâm cỡ lớn. Modern 2021 sẽ sử dụng la răng 19 inch trên bản SIL Plus và Limited. Sedan mới cũng sử dụng lốp 4 mùa 245/40 R19, giúp tăng hiệu suất vận hành và cải thiện khả năng lái. Hyundai Sonata 2021 còn bổ sung thêm tính năng cảnh báo ra khỏi xe an toàn SIW cho bản SIL và SIL Plus và Limited, sử dụng radar phát hiện điểm mù SIW cảnh báo người lái và người trong xe về xung đột giao thông khi đỗ xe song song qua âm thanh và hình ảnh. Hyundai cũng âm thầm điều chỉnh chiều cao của ghế ngồi bằng cơ cấu điện tử trên bản Limited sau khi tiếp nhận phản ánh từ người mua Sonata 2020. Các tính năng trên bổ sung cho gói trang bị công nghệ được Hyundai gọi là Beautiful Smart, hỗ trợ bởi cụm đồng hồ số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí HD 10,25 inch tích hợp dẫn đường Apple CarPlay và Android Auto. Tùy chọn gồm các sạc điện thoại không dây QI, màn hình trên kính lái, chìa khóa điện tử kết nối với ứng dụng dành riêng trên smartphone. Về phần động cơ của Sonata 2021 trong phiên bản SI và SIL là L4 2.5 lít công suất 191 mã lực. Hai phiên bản SIL Plus và Limited dùng động cơ 4 xi lanh tăng áp cho công suất 180 mã lực. Tất cả 4 phiên bản đều sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước và hộp số tự động 8 cấp. Giá của sản phẩm sẽ từ 579 triệu đến 788 triệu đồng. Giá trên chưa bao gồm thuế và hỗ trợ từ phía các đại lý. Cảm ơn anh em đã cùng xem video của em. Em mong rằng một vài thông tin nho nhỏ em vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp ích một phần nào đó cho anh em đang có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này. Anh em có thể qua các đại lý showroom gần nhất để cùng cầm lái và trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp.